Xin chào các bạn, trở lại với mình Tino. Nay mình sẽ test thể loại trận chiến, mình sẽ test con quắm. Con quắm này là con quắm dịch ra là vỡ, được VC bẻ đúc từ thủy tinh ra. Trận chiến này là dành cho các bạn tân binh luyện hack ấy. Vay nhẹ làm gì? Mình sẽ bật hack luyện với các bạn tâm mình. Chỉ có những đẳng cấp mới có thể chơi được cái con quắm được đúc từ tân binh ra. Ôi đừng chỉ nhìn mình kìa. Ôi thịt. Gì ơi? Móc vớ va vẩn. Mẹ chép trước còn bị giết ạ. Trời gì ơi. Trời gì ơi, móc còn tí bị giết ạ. Ôi. Kinh ghê. Đồng hành với mình hôm nay là Trinh. Làm gì? Ôi, chơi thế thì ui, kém thế mà hụt ạ. Trời, hôm nữa quá tệ nhỉ. Vỡ mồm, con này nó chém ngắn quá. Địch móc à. Rồi ôi, giật dứ ngồi này. Ngu người. Nặng, móc. Làm gì? Ôi kia móc kìa. Móc thành công. Kìa nó móc kìa chú kìa. Mày nhìn tao à? Tao chơi. Đất xuất hình quá. Chứ tưởng máy toàn bị giật chứ không phải do chuột. Móc kìa. Móc nó ấy. Móc nó này, yeah, 24/7, ôi rồi ôi, chơi gì đây, tuyệt vời, 10 kin bằng con quắm tân binh, ui, miến liền kìa, chưa chuẩn bị tư thế, lao và chém đúng rồi, cậy mình chém nhanh nên lao, kinh thật, nó móc kìa, chém vớ vẩn chết người. Thế đéo là chém đông lại chết tay. Tuyệt vời đấy. Gì ơi? Đùa tao à? Mày. Ba mạng liền rồi đấy. Trời ơi. Thế tao ngon lắm à. Ôi ôi, chỉ nhìn mình thôi, chứ anh chơi sao. Rồi rồi, đông thế. Kìa, tạm cắt đấy. Bố gộ. Uầy, nhanh thế. Con quắm này thì chậm. Vừa chậm là còn vừa ngắn. Phù hợp mà với trình độ tân binh rồi mình không thuộc đẳng cấp này. Không mải nói chuyện ạ. Nào phỉnh vãi. Mày nghĩ con làm sao? Mạng rồi. Ôi cái gì. Được cái mùa Euro cho toàn thua ra bít này chơi gì. Thằng Yên còn định móc. Mày em gì? Mày em gì? Thấy tao đây mà mày... Mày như mày xuất nhân à? Mày gì ạ? Mày... Nhân...
lao vào luôn. Té. Té, té, té. Quá bình thường. Wow, lại 10 kill. Yeah. Nó nghiêng gì đây? Ồ, tưởng ăn hai thằng cơ. Người éo nào có được một thằng đấy đấy. Hàng về, ngó nghiêng. Ôi, chỉ ngồi chém kinh quá. Chém được một phát, nó phải chém được ba phát rồi. Cái này đúng là không thể thuộc đẳng cấp của mình. Mày ngất ngồi này. Nhiều hát thế. Quá bình thường. Ố. Chém nhanh như nhờ. Để ăn làm sao được. Lại mày à. Lại mày. Mày ăn tao cũng nhiều lắm đấy. Wow. Rùa quá nhanh. Nhanh này. Tôi hết rồi biết. Anh ăn xá, nó móc anh kìa. Ôi ôi, chúng nó chỉ nhìn mình ấy à. Tuyệt vời đấy. Solo vậy. Vỡ mồm. Vỡ mồm. Ôi, chạm toàn headshot đây. Vỡ mồm. Lại vỡ mồm. Vỡ mồm. Vùng bừa chết ạ. Nào, rút ạ, rút ạ. Vỡ mồm. Ôi, mày đi làm gì? Tao yếu à. Quạc. What the fuck? Em vai gặp đúng hồi sinh ạ. Ôi. Gì ơi? Búa chém cứ quắm vậy. Đẳng cấp vãi cái đái ạ. Mày móc tao á. À, mày tưởng ngon ăn à. Ôi ôi, mình tưởng ngon ăn. Đây đây đây, siêu nhân ta chúng ta đây. Chơi này chơi làm sao? Mở mồm. Ui. Xa vai. Ôi, thanh niên thủ dâm này hại thật lắm. Thanh niên tự kỷ vãi cả đái à. Một mình đứng ở đấy luôn. Bạn sao chả ai thèm chơi. Mày vỡ mồm nào. Mày gì. Mày gì. Quay quay quay. Ba thằng chém bừa. Con ra ngoài này. Đây. Ôi. Chém đi, xin đi. Vỡ mồm. Làm đi. Làm đi. Làm đi. Làm đi. Làm đi. Ồ, mình không nghĩ là chơi có quả vô này được gần 80 kill đâu. Mình chỉ nghĩ là ngắn cả nó chậm như này cũng lắm có 70 kill là mình thấy là chơi là ấy lắm rồi. Đúng là 80 kill thật. Rồi làm gì này. Đây. Quá bình thường.
quá bình thường luôn. Yeah, tạo suốt ạ. Quá mồm. Ôi. À đồ. Chơi không nổi quá gà nha. Được với cái con quá vỡ này mình nghĩ là chém được. Và chém được 85 kin là thì mình thấy là nó là tuyệt vời đấy. Và cái kết thật là đáng lòng. Ok các bạn, like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.